Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Clip này thì em test con vang 1080 hàng bãi cho anh Phong ở Bạc Liêu nhé. Hiện tiện đây cũng test luôn bộ mic dòng NR. Dòng mic này thì nó quá là đẳng cấp rồi. Mic chống nước nha các bác nhé. Tay hợp kim titan, nói chung là đẹp, không những đẹp mà nó còn hay nữa. Cầm cái mic đã thấy sang chảnh rồi. Các bác đi xô chậu mà nói chung là thường xuyên làm những cái xô chậu tên tuổi dành cho những người mà ưa hình thức mà đòi hỏi chất âm hay, thì những cái dòng mic này thì nó là lựa chọn số 1. Hiện tại mẫu này em đang bán mức giá là 3.300.000, giá nó không bao ship các bác nhé. Dòng này thì trên thị trường cũng có rất là nhiều loại, anh em phải xem xét mỗi một nơi ở mức giá khác nhau về cái chất lượng. Đấy, quan trọng là cái chất lượng và hình thức nó phải đẹp. Đây thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy, linh kiện giật gan đây. Con này làm sự kiện thì các bác không phải suy nghĩ về vấn đề sóng rất là xa. Hàng xịn nhá, thương hiệu này thì quá là nổi tiếng. Đời này nó có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt các kiểu. con vang này thì em cài đặt sẵn cho anh Phong mấy chế độ, 4 chế độ nhá. Thì anh về anh thích hát chế độ nào đấy anh hát. Mình chế độ 4 này. Đi đi 1 2 6 1 2 cái chế độ này thì ai cũng có thể hát được, nhưng mà hát kiểu nó chuyên nghiệp hơn một chút đấy. Thì chọn chế độ này là chế độ 4. Còn chuyển sang cái chế độ 1 3. Mic em đang để rất là to. Chuyển sang cái chế độ 1 3 này, cái chế độ dì vật anh nhá. Cái chế độ dì vật thì cấu hình này, nếu mà hát kiểu hát live stream ấy, đấy, mà hát đòi giọng chuyên nghiệp thì hát mode này cũng rất là hay. Cái âm nó thật giọng nghe sướng lắm. Còn ở chế độ mode 2 này, cái mode 2 này là cái chế độ echo. Thì echo thì phù hợp với lại những người thích hát kiểu là nó ảo ảo một chút ấy. Tại vì nó hay kiểu nó vang nhạc. Đấy, vang nhạc như mình alo, đấy nhỉ, anh alo nó lặp đi lặp lại vài lần. Thì đối với cái mode này, các bác ngoài khu vực miền Bắc thì hay hát cái kiểu này. Đấy. Còn anh em ở trong khu vực miền Nam thì ít hát, thường hát reverb và effect nhiều hơn. Thì anh thích mốt nào để anh lựa chọn hoặc sử dụng mốt đây. Còn đối với lại cái mốt này là cái mốt 1. Thì nó cũng như là cái mốt 4. Nhưng về cái mốt 1 này thì cái tiếng và cái độ nhạc nó nhiều hơn. Có nghĩa là cái echo nó nhiều hơn, echo nhiều hơn reverb. Đấy. Thì phù hợp với lại những bác mà nói chung là đọc nhiều hơn là hát. Có nghĩa là hát kéo đấy. Đấy. Thì hát cái cấu hình như thế này là ok nhá. Dòng vang này thì các bác nếu mà có một chút chuyên môn kiến thức về chỉnh vang số thì sử dụng những dòng vang số nó rất là hay.
đấy, 5 năm đem lại cái hiệu quả rất là cao về cái chất lượng nhạc cũng như là chất lượng mic Echo Reverb chẳng hạn, chỉ cần một con ba thôi. Đấy. Còn anh em làm muốn hay một chuyên nghiệp nữa thì đầu tư những con Code Server hoặc là con Equalizer xịn, thì nói chung những cái dòng đấy nó rất là nhiều tiền. Đối với tầm tiền hơn 3 triệu con này thì các bác lựa chọn một mình con này là ok rồi. Biết được một chút căn bản về chỉnh van trước khi gửi đi cho các bác tất cả những cái mặt hàng, nếu là nói bao van số thì em đều sẽ lắp sẵn. Về mọi người có thể tùy biến sau thêm bớt những cái gì không biết thì các bác cứ nhắn tin nha, em sẽ chỉ và tư vấn cho. Còn clip này thì xin ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin chi tiết mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trịnh Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.